Em là đàn ông nên là em không phải dọ. Ừ, đàn ông. Anh là đàn bà nên là anh phải dọ. Tao mày có ấy giống nhau luôn đó. Tao mày có ấy giống nhau luôn đó. Tôi nghe, chào mừng anh em đây vậy. Mọi người. Hello các bạn. Thôi hello cái gì cũng được. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Kim và Bi. Ok các bạn, thì lại tiếp tục là con sông yêu thương. Đấy. Hôm nay thì cảnh nó cũng như mọi ngày. Con sông nó vẫn đẹp như thế. Và Ken cũng vẫn đẹp trai như thế. Mặc ấy. Ok thì không xả nữa. Trước khi vào video thì mình sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện rất là buồn. Lấy cái. Nghe này. Nè. A few moments later. Ok, nhớ ra rồi. Thì cái hôm trước á, Ken sang nhà hàng xóm nhỉ ông. Đi ra vườn nhà nó, nhà ông ấy không nhà nó, tí này chết chạy luôn. Ấy nhà ông ấy thì thấy con gà vườn các bạn ạ. Nó nhìn nó chịu tập thể dục, nó đi bộ. Tí nó nói chung là nó là gà trời. Vườn, nhìn thịt nó rất là săn chắc và rất là ngon. Ấy thì trong khi đó thì túi mình lại đang hết tiền các bạn ạ. Đấy, nên là mình đi vào, mình quyết định là đi vào nhà ông ý. Xong rồi là mình xin phép ông ý hẳn hoi các bạn ạ. Mình mà không hiểu tại sao mà mình vừa xin phép xong thì ông ấy táng mình một cái bóp tí mấy mắt các bạn ạ. Đấy, các bạn xem như thế này có được không? Đấy, mình vào mình xin phép đồng hoàng, mình khoanh tay xin phép đồng hoàng. Là bác ơi cho con ăn trộm con gà. Bác ơi cho con ăn trộm con gà. Vãi cả Phải không ba? Mày có xin đâu? Cái chả hiểu tại sao mà ông ấy cứ lấy cái bàn tay ông táng mình. Thôi mày xạo quá. Mình nghĩ là ông không thích mình xin phép. Nó không có xin nha mọi người. Nó không có xin, nó nhảy vô chuồng gà của người ta, nó bắt đại luôn á. Nên là hôm nay mình ức chế quá các bạn ạ. Mình phải để trả thù ông ý. Nên là hôm nay mình quyết định là bắt trộm luôn, mình không xin phép nữa các bạn. Làm tươi luôn các bạn. Đấy. Thì hôm nay thì mình bắt con gà xong á. Thì mình vừa thịt xong thì mình lại kèm trà sữa các bạn ạ. Nên là mình quyết định là sẽ mua trà sữa và nấu chung với gà luôn nha các bạn. Đấy thì đây, mình đã chuẩn bị 4 ly trà sữa và một con gà. Con gà bỏ ở đây, mình sẽ bỏ trà sữa vào đây trước nha các bạn. Mình sẽ bỏ trà sữa vào trước rồi cho gà vào sau. Ừ, mình hấp. Hôm nay mình sẽ làm món gà hấp trà sữa nha mọi người. Wow. Đấy, quấy đều cho nó quện vào nhau. Bà mẹ. Đấy, có cả chân trâu luôn em. Bà mẹ, con này tập gym mới sao chân nó cứng thế trời. Nó vẫn vừa đang sủi dưới anh em ấy. Ồ, nhìn ngon đã đái luôn á. Mùi trà sữa nó thơm, nghe mùi muốn đái chưa đái thơm á. Thôi nách quá trời lông luôn mọi người. Con gà này là nó dậy thì rồi này, gà đang dậy thì nên là nó rất là nhiều lông. Bà mày nó vặt mãi mà không hết luôn á. À, ngồi đây vặt lông gà trời. Trời ơi trời, có kìa. Lật nó lại. Ui, bên này này. Nhìn wow, nào, cái màu, nhìn đẹp cái màu nó vàng này. Đẹp vãi chưởng luôn đấy. À, cái chân này. Cái con này chân này. Chân dài. Mày tính làm người mẫu không mày? Ok anh em, thì trong thời gian chờ đợi con gà này nó chín hẳn thì bây giờ mình sẽ bỏ rau củ quả ra vào sạch cho các bạn. Thôi. Giết rồi, nói cái gì không biết nói cái gì luôn. Đấy, đây anh em, đây là rau mình đã đi ăn trộm được. Nhà hàng xóm luôn. Cái gì cũng đi ăn trộm hết á. Nói đùa thôi đấy. Chẳng đi ăn trộm thật chết. Đấy, ở đây là mình có chuẩn bị là 2 quả cà chua các bạn. Đấy, 2 quả cà chua với cả... Cái gì vậy? Dưa chuột. Giờ mình sẽ sắp xếp vào để trang trí cho nó đẹp nha các bạn. Nhà tạo mẫu thời trang chuyên nghiệp thế giới. Máy này mày đâu có trả nắp cho nó đúng không? Xong rồi anh em. Mình trang trí xong rồi. Đấy. Anh em thấy dĩa rau của mình đẹp không? Xuất sắc luôn. Nghe chưa? Thật chứ nói thật chứ, trên cái thế giới nào chưa có ai mà trang trí rau đẹp như mình đâu. Ok các bạn.
thì nãy giờ con gà cũng được 15 phút rồi, nên là bây giờ mình sẽ bỏ nó ra dĩa để đánh chén nha anh em. Nóng quá bay. Cái cây dớt đâu? Cái cây kia đâu? Thơm quá anh em ơi. Ôi ôi, con gà nó dành tươi luôn. Gà vườn có khác anh em ạ. Gà chịu tập bí. Ê, lông kìa. Lông nách kìa bên đây nè. Quá trời quá đất luôn. Đó, đó. Mình phải thông cảm cho nó hiểu không? Mình còn có lông nách nữa mà. Mình còn có người, mình có lông nách thì mình đi ra quán người ta nhổ nách cho mình. Chứ con gà này có ai nhổ lông nách cho đâu. Bởi vậy nó còn lông mà đúng rồi. Ơ, nó nóng quá bà nội ơi. Bởi... Chèm chi phổ tham thô. Chèm chi phổ tham thô. Thôi bỏ mẹ đi, siêu nhân đó. Đi hình. Sau một tiếng đồng hồ vừa nấu vừa chuẩn bị đồ vừa làm tùm lum tùa lưng không cần biết làm cái gì hết, nói chung là bây giờ đã hoàn thành xong là một đĩa gà hấp trà sữa chân trâu cộng với cả món này món gì đây cũng không biết nữa. Chim sống chấm ớt quá đúng không? Ok anh em, thì không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ đánh chén xem cái mùi vị của nó như nào nha anh em. Mình sẽ cắt cái đùi trước. Trời ơi. Ôi, cắt cho anh em xem à. Thịt ngon lắm luôn á. Cái này là gà vườn. Gà mình bắt tại vườn nên là nhìn nó rất là ngon. Thơm mùi trà sữa cộng với mùi gà. Ok anh em, bây giờ bọn mình sẽ đánh chén món này nha anh em. Mà anh em nhìn bọn mình ăn nha. Ôi, mệt quá trời mệt luôn rồi. Nói gì mà mệt như vậy. Bà nội cha, gắn mấy cái máy ảnh thôi mà một tiếng đồng hồ chưa xong. Tại vì cái này là ở trên xuồng á, nếu mà gắn điện thoại không kỹ thì khi nào mà sóng đi qua nó xình một cái là nó sẽ bị đổ điện thoại và nó mất teo cái điện thoại luôn. Nên là mình phải làm chắc ăn nên là hơi lâu anh em. Ôi, cắt dao rồi à? Cắt dao rồi, sao xé được gà? Bằng tay đi. Ok, bằng tay đi ba. Ủa, chết quá rồi. Khó ấy lắm á. Không có dao sao cắt. Cái này là mình sẽ chấm bằng muối ớt. Wow, lấy mồm ấy luôn đi. Thank you.
Ủa cay quá trời, cay quá rồi. Mình sẽ ăn ăn kèm với quả dương vật. Tao nói trắng miệng mà. Ham hố gì trời. Anh ăn quả trứng gái rồi. Nhưng mà muối ớt nó cay quá. Nó cay quá. Chân trâu cũng ngon nha mọi người. Chân trâu mình nấu lại vẫn ăn được nha. Thầy ơi, mình chưa ăn được một miếng gì luôn á. Nó ăn hết mẻ cái đồ rồi. Lẹ dữ vậy trời. Mày ăn không? Chưa tao. Đang ăn thêm trời. Ăn cái khác đi. Mày ăn lẹ thiệt luôn á. Ăn mày cái đứa kia á. Đi. Mày đưa đi ăn khác đi. Dụ tao hả mày? Để cho tao á. Em yêu. Ba mẹ chân trâu ra đi mặc quần em mà yêu cũng cứt này. Ngon xuất sắc luôn các bạn. Hay quá. Nói chung là đó giờ là mình nghĩ là chưa có ai làm cái món này đâu. Hai đứa mình là người đầu tiên sáng chế ra cái món này. Nhưng mà ngon lắm nha. Nhưng mà rất là ngon nha mọi người. Ôi trời, con này nó làm nước chấm ngu. Cay quá. Đứng chấm nha. Nó muốn đầu thai luôn á. Ăn cay mà muốn đi đầu thai luôn á. Cho em xin đi cánh đi. Không. Ăn đứt đi. Không thì ăn đít. Anh ăn đít đi. Mày ăn đít đi. Nãy giờ mày ăn cay mà muốn rớt cái mũi luôn. Lấy coca ra uống đi. Cay quá. Mình sẽ ăn thử quả cà chua này nha các bạn. Từ từ. Ăn miếng này đã đi. Cay quá. Ngon. Ăn miếng cà chua cũng rất là hợp nha mọi người. Các bạn mà muốn làm về ăn ý, thì các bạn nên dùng mua gà ta và nhà có gà thì càng tốt. Các bạn không nên mua gà công nghiệp nha, bởi vì gà công nghiệp cái thịt của nó rất là bở nên là nó sẽ không ngon, hấp trà sữa nó sẽ không ngon. Còn các bạn nếu mà mua gà ta thì thịt nó dai như này, thịt nó dai ăn rất là ngon luôn. Đấy, thịt nó dai ăn cắn rất là sướng. Review ok anh em, bây giờ trời nó đã mát rồi nên là mình sẽ thả thuyền cho
mình chơi xong không đi ăn nhớ đã nè mọi người. Má kệ mẹ đi, đừng có chơi đâu, có chơi đi. Mấy bạn nên thử đi. Hấp gà với trà sữa cho xong. Đỉnh. Ê mà ăn xong hồi tắm xong mày. Không. Tắm đi, tắm không mày lắm. Không hả? Bữa nay không mất đái. Không. Mất đái đi. Sống trên đài này mà không biết ăn gà hấp trà sữa thì chán cái cuộc đời này lắm. Để theo dõi những clip đồ ăn hấp dẫn hơn nha. Đấy, sắp tới mình sáng chế rất nhiều loại đồ ăn mới nha các bạn. Ví dụ như là dương vật à không, ví dụ như là nói chung là sơn hào hải vị gì chế biến, cách chế biến, nói chung là làm đồ ăn là không ngon không lấy tiền luôn. Biết bao nhiêu bi? Rồi mày ơi. Thôi dọn dẹp đi về đi, tối rồi. Ừ giờ đi. Ca dẫn mở luôn mọi người ơi. Không dám đi về tối, chào xuồng về tối nữa mọi người. Hôm bữa bọn mình chào xuồng về tối mới về đến nhà. Trời ơi, cái cảm giác mẹ khi vừa đi bà này đã sợ ma rồi, bà này còn hù ma nữa, má nó muốn đái ra quần luôn á. Nói dọn dẹp đi, đi về. Ừ, dọn dẹp đi. Dọn tiếp đi mày. Rồi dọn sao? Dọn sao hả? Thì dọn đó. Thì dọn đó. Đồ cái này vào đây đi. Ừ. Mày leo xuống mày dọn tiếp đi chứ. Anh dọn đi. Cái đó là việc của đàn bà. Anh dọn đi, mà việc đó là việc của đàn bà. Cái chuyện tỉnh ghê luôn. Đưa đầu đây có bệnh không? Em là đàn ông nên là em không phải dọn. Ừ, đàn ông. Đúng anh, không? Anh là đàn bà nên là anh phải dọn. Tao mày có ấy giống nhau luôn đó. Tao mày có ấy giống nhau luôn đó. Vậy mày kêu cô đâu? Giống luôn đó. Bà nội mất lâu. Ha ha!
bầu khí thế luôn các bạn. Để mình chôn đi mình thân ra. Vì ai còn sống vào chị áo này, Vì ai ơi. Vì ai vẫn còn, vẫn còn dính, vẫn còn dính. Ngồi xuống, ngồi xuống. Hết chưa? Hết chưa? Vẫn còn dính ở áo á. Vẫn là sau lưng ngày này. Dù dây, dây, dây nhiều vào. Nhìn trên thường có còn sao không? Đâu rồi em xem. Mama, đừng có quay. Đừng có quay đâu. Ê, vẫn dính cả quần nha Bi ơi. Đi Bi ơi. Dính cả quần, dính cả quần. Không chẳng. Mới leo lên được à. Sao bà nói mày? Sao mày sao hoài vậy? Hãy cầm chặt tay em. Em sẽ đưa anh đi. Đưa má đi chơi dạo. Em ít tiền lắm mệt quá. Đưa tay đây. Ba sao kỳ quá. Ba sao kỳ quá. Mất điều đại quá. Cho bị lên đi. Này đi, có ai cũng cho lên đâu bà nội. Khoan đợi xíu bị lái nha. Anh kích ạ. Hôm trước em đái xong hôm nay anh ngã xuống là anh uống nước đái của em. Xong bây giờ là anh mất đái. Nặng ký quá giờ leo lên. Không nổi. Có con sâu. Anh dập mũi. Chèo tao về đi mày ơi, tao mệt quá à. Ok về đi. Cầm máy đi em chào nha. Trời ơi, nãy giờ nó dám cho anh mình. Giờ này mình đi đại đắng. Mình sẽ đạp nó xuống. Mày chờ đó, nãy giờ mày dám cho anh tao. Tao dẹp cái lưới xong đi rồi mày biết tay tao. Mày dám cho tao hả mày? Mày dám cho tao hả? Mày gan trời rồi. Hồi lần trước tao đạp mày, mày chưa sợ hả mày? Bây giờ mày dám cho anh tao lần hai hả mày? Mày hả? Mày dám cho anh tao. Lần này thì cho mày tắm nước đáy của tao. Hồi nãy tao mới đáy xong. Lần này mày tắm nước đáy của tao. Cho mày biết như thế nào. Cảm giác như thế nào. Thật chứ khốn nạn thật luôn á. Một mình ngã được rồi. Rơi người ta xuống á. Bây giờ tao có cái gì mà có đi có đôi có cặp thì nó mới vui. Đi một mình buồn lắm. Quá khốn nạn thật luôn á. Khốn nạn hả mày? Hai lần. Khốn nạn thiệt không? Khốn nạn không? Khốn nạn không? Khốn nạn. Khốn nạn không? Khốn nạn không? Khốn nạn không? Không. Không. Dạ chứ không. Không là đâu. Khốn nạn không tiếng? Má không tiếng? Má không? Mày hả mày? Má không? Má không? Phải nó mát. Mát. Bị khốn nạn không tiếng? Không. Mai mốt là không được cho anh ta nữa nha. Nghe chưa? Nghe không? Nghe không? Nghe. Dám cho anh tao xong rồi quay video rồi hả mày? Má. Má mẹ. Mình chưa muộn. Ừ chưa muộn. Em chờ đấy. Em chờ đấy.